Rồi, ok, xin chào các bác. Thì đây là con LG Wing của em. Thì dạo gần đây ấy, em thấy là cái giá của con LG Wing này nó đã xuống khá là thấp rồi. Thì trước đây nó tầm khoảng 9 đến 10 triệu ấy. Thì bây giờ nó xuống là tầm 7 đến 8 triệu. Thì với cái mức giá tầm 7 đến 8 triệu ấy, các bác đã mua được một con Wing em thấy là tương đối ngon rồi. Nếu như mà nó phải đẹp xuất sắc ấy, thì nó phải tầm 8 triệu trên 8 triệu. Còn ví dụ tầm dưới 8 triệu thì máy nó cũng được gọi là tầm 98 đến 9% rồi. Thì em thấy là cái giá đấy cũng đã rất nhiều anh em có thể tiếp cận được. Thì em đã sử dụng con Wing này được phải tầm 3 tuần rồi. Thì nay em sẽ chia sẻ cho các bác biết một số cái khuyết điểm của con LG Wing này. Thì em cũng hy vọng là sau cái clip này anh em mà đang có ý định muốn mua con Wing ấy, sẽ không bị chùn bước nhé. Tuy nhiên ấy, em nghĩ là sau cái clip này em nghĩ là nhiều bác sẽ có thể là sẽ bị nao núng đấy. Thì các bác cố gắng xem hết cái clip này nhé. Thì trước tiên ấy, em sẽ nói về cái cơ cấu xoay của cái con LG Wing này. Thì các bác cũng thấy rồi đấy, LG Wing nó đặc biệt ở cái xoay này, nhưng mà cái cơ cấu xoay của nó ấy, nó gây ra một số cái điểm hạn chế như sau. Trước tiên ấy, là các bác có thể thấy này, khi mà con máy này nó bị xoay nhiều ấy, đấy, nó sẽ gây ra hiện tượng là bị lệch về phía phải một chút. Đây, các bác nhìn thấy này, nó sẽ cái phần màn hình trên này này và cái phần khung ấy nó sẽ hơi bị lệch về phía tay phải em một chút nhé, lệch một chút thôi. Thì đây, các bác nhìn thấy phía tay trái này nó hơi tối tí, nhưng mà các bác có thể tưởng tượng ra đây, nó hơi lệch về phía tay phải một chút cái màn hình trên ấy. Thì tại sao có hiện tượng đấy? Tại vì khi mà các bác xoay như này này, các bác xoay như này, sau đó khi các bác đóng lại, nếu như mà các bác đóng nhẹ nhàng như em vừa rồi ấy, thì nó sẽ ít ảnh hưởng, nhưng mà thường thường ấy các bác sẽ quên hoặc là vô tình các bác sẽ đóng nó rất là mạnh, nó kêu đến rầm phát ấy. Thì khi mà đóng mạnh quá hoặc là để nó tự do nó đóng lại ấy, thì nó sẽ bị hiện tượng là nó sẽ bị lệch lệch về phía tay phải em này này. Đấy, đấy, các bác hiểu không? Thì cái này là do cái cơ cấu của LG Wing thôi. Ở bên trong nó, như em đã xem mấy cái clip của mấy cái ông mở cái con Wing này ra rồi ấy, thì em thấy là ở trong nó chỉ có một cái vòng xoay, có một cái hình bán nguyệt xoay, và khi mà nó xoay đến cái điểm điểm cuối này này thì nó chỉ có chạm nhau bằng cái hai cái một trục sắt thôi, trục kim loại thôi. Cho nên là nếu như mà các bác mà xoay mạnh, khi mà các bác trở về mạnh ấy, các bác để nó tự do nó đóng lại ấy, hoặc là các bác để nó đóng rầm phát ấy, thì chắc chắn một điều là nó sẽ bị lệch đó, nó sẽ bị lệch về phía phải lên một chút. Cái điểm này ấy, nếu như các bác nào tinh ý sẽ phát hiện ra thôi, và nó gây ra một cái kiểu chỉ bị không bị nó như kiểu là bị cái máy nó không cân đối nữa ấy. Cho nên nó khá là khó chịu cho các bác nào mà kỹ tính đó. Như em thấy em dùng nó mấy con Win rồi, thì những con Win mà 99 hoặc 98% ấy đều có hiện tượng là hơi hơi bị lệch phía phải đây một chút nhé. Còn trước đây em sử dụng một cái con Win mà gần như là mới bóc hộp ấy, tại vì hồi đấy nó mới về thì em không phát hiện được cái này, tại vì lúc đấy nó cơ cấu chuyển nó còn ít mà, cho nên là em không phát hiện được cái này. Chứ còn bây giờ thì em nghĩ là đa số các con Win sẽ đều bị hiện tượng như thế cả. Các bác tinh ý sẽ nhận ra thôi. Đó, như con Win này cũng còn rất mới, nhưng mà có trượt là nó sẽ có bị lệch, và càng trượt nhiều ấy, nó sẽ càng bị lệch nhé. Đó, và tiếp theo nữa ấy, là cái con Win này thì cái màn trên và màn dưới nó sẽ không thể nào mà liên lạc với nhau được ý. Các bác có thể thấy cái độ lệch của cái màn hình. Để em tắt cái này đi nào. Đây này, các bác có thể thấy cái độ lệch giữa cái màn hình trên và cái khung viền dưới đây. Đây này, các bác nhìn thấy này, nó hơi hơi lệch lệch thôi. Cái con này thì còn rất là ngon, nhưng mà sẽ có những con ấy nó sẽ hơi bị lệch lệch một chút. Đấy, đây các bác nhìn thấy này, em bóp này nó sẽ hơi lún xuống một chút. Thì khi mà các bác sử dụng như vậy, các bác sử dụng trong tư thế mà không không xoay ra như thế này này, thì các bác sẽ bị tì tay vào cái phần màn hình trên này. Thì khi mà các bác nhấn một cái gì đó, nhấn hoặc là thao tác phím này, các bác sẽ cảm giác nó hơi bị ọp ẹp một chút. Con này thì không sao, con này thì em thấy là còn còn ổn này, còn tại vì con này còn rất mới. Cái con này em lấy ở chỗ bác Dũng này,
đấy, nó còn rất mới, và các bác nào mà muốn mua con này thì liên lạc với em nhé, em sẽ ship cho bác cái con này. Con này em thấy nó còn quá ngon luôn. Thì đấy là cái không liên lạc giữa cái màn hình trên và màn hình dưới. Và điểm thứ ba nữa là khi các bác xoay ra như thế này này, thì các bác thừa hiểu là nó sẽ bị ma sát giữa cái cánh này này, cái cánh hai bên này với cái khung viền ở phía dưới này. Tùy các bác xoay nhiều sẽ ít nhé. Đấy, còn nếu như bác xoay nhẹ nhàng như này này, xoay nhẹ nhàng như này thì có thể là không không sao nhé. Nhưng mà các bác xoay mạnh ấy, các bác tì xuống ấy, các bác tì kiểu này, tì cái màn hình xuống dưới này này. Đấy, các bác xoay ấy thì nó sẽ hay bị cái hiện tượng là gây ra xước xước hai cái cánh này. Đó. Thì cái con này nó còn rất là mới cho nên là nó chưa bị xước. Đây các bác có thể thấy này, nó gần như chưa bị xước tí nào. Đó. Cho nên là cái con này còn rất là ngon. Thì càng cái con nào mà càng xoay ra xoay vào nhiều ấy thì nó càng sẽ bị xước nhé. Tại sao em nói từ nãy giờ em chỉ nói quan tâm về mấy cái xoay xoay này thôi, vì em cũng biết rồi đấy. Chứ ai mà mua con Wing này đa số là chỉ vì cái thiết kế độc lạ của nó và các màn hình đẹp của nó thôi, chứ còn cấu hình cái thứ thì các bác cũng biết rồi, nó không có giá trị. Nhưng mà khi mà xoay như thế nó sẽ gây ra một số hiện tượng mà lỗi nhỏ nhỏ như thế, cho nên các bác nào phải thực sự là phải hiểu nó tại sao nó gây ra những cái lỗi đấy, nên cho nên các bác phải em phải nói rõ cho các bác biết như vậy. Thì đối với cái nhu cầu sử dụng của em ấy, em đã không gần như em không gần như em không bao giờ em sử dụng cái màn hình phụ này. Phải nói là trong 3 tuần vừa rồi em gần như không sử dụng một chút nào luôn, cho nên là em đã dán luôn nó vào rồi các bạn. Đây. Chắc các bác xem đến đây thì chắc là ôi giời ơi, thằng này chắc bị điên rồi. Nhưng mà đây các bác nhìn này, đây là con mà em đang sử dụng này. Đấy, đây là con em sử dụng, còn đây là con của bác Dũng gửi ở đây. Hôm trước em mượn đấy. Thì đây em đã dán nó lại rồi. Đây các bác có thể nhìn thấy một cái miếng này này. Này này, các bác có thể nhìn thấy này. Đây là một cái miếng băng keo. Này, băng keo trong nhé. Này, em dán một đường từ đây cho đến đây rồi này. Đấy, không biết các bác có nhìn rõ không, nhưng mà đấy em dán một đường từ đấy đến đấy rồi. Và em căn cho nó là hai cái bên trái, bên phải và bên trái. Đây là nó đã cân bằng, rất là cân bằng rồi. Đấy, và em dán một cái đường từ đây đến đây. Đó, cho nó cố định luôn. Nếu như khi nào mà thích không thích nữa thì em sẽ lột ra nó dễ dàng, nó không ảnh hưởng gì cả. Đó, các bác thấy không? Em dán nó đấy. Và cả trên này nữa. Em cũng dán nó luôn rồi. Đây các bác có thể nhìn này. Đấy, em cũng dán một cái đường từ đây cho đến đây. Đó. Thì khi mà dán như thế, em sẽ cân bằng được cái cạnh bên trái và cạnh bên phải, nó rất là cân bằng. Và khi mà các bác sử dụng với cái trạng thái là không mở ra như này thì nó sẽ rất là cứng cáp nhé, nó không có hiện tượng là hơi hơi sọc sạch, nó hơi bị lung lay giữa cái màn hình trên và màn hình dưới đâu. Nó cảm giác như đây là một cái con điện thoại liền khối luôn, cho nên là em đang thấy hài lòng với việc em dán như thế này. Còn bác nào mà xem đến đây rồi các bác bảo thằng này hâm thì cũng chấp nhận thôi, tại vì công nhận là cũng hâm thật. Chẳng có ai đi sử dụng một con điện thoại nó có cái chức năng xoay mà lại đi dán nó vào cả. Đó. Hồi trước em còn định lấy cái silicone em chét nó vào cơ, nhưng mà em thấy nó nguy hiểm quá nên thôi em dán bằng cái cách này. Cái cách này thì em cảm thấy nó ổn hơn, nó đẹp và sau này có thể là gỡ ra được. À, nói thêm nữa là cái miếng dán này của em ấy, nó cái miếng dán thêm này này, nó là miếng PPF nhé. Nó ở mấy cái miếng dán của con V50 mà em dán xong rồi em còn thừa ấy, em cắt ra em dán như này. Đó, còn các bác có thể dán bằng băng dính được. Đó chính là đây là cái cơ cấu xoay của nó nhé. Thì tiếp theo nữa ấy, là em thấy là một số bác mà hỏi mua con Wing này, các bác có hỏi em rất cặn kẽ về vấn đề mà cân nặng của con LG Wing này. Thì thông tin chính thức của con LG Wing này là nó nặng 260 gram. Nó hiện tại đang là cái con điện thoại mà nặng nhất nhà LG luôn. Phải nói là nặng gần như nhất của cái giới điện thoại luôn ấy. Em thấy là mấy con gaming phone có khi không nặng bằng nó đâu. Cái đấy em cũng không không xác định được, nhưng mà em thấy trong nhà LG ấy, thì nó đang là cái con mà nặng nhất. Và đây là cũng một cái điểm hạn chế của con LG Wing này. Nhiều bác bảo là nặng thế thì dùng nó sẽ mỏi tay,
nhưng mà em thấy đây cũng là một điểm hạn chế. Tuy nhiên ấy, sau 3 tuần sử dụng rồi em thấy là nó cũng khá là quen rồi, và cái vấn đề nặng này của em ấy, nó không không ảnh hưởng nhiều nữa. Thì em thấy là cái vấn đề nặng này các bác sử dụng một thời gian ấy, nó sẽ dần dần ok thôi. Vấn đề tiếp theo cũng rất là quan trọng mà anh em khi mà muốn chơi con Wing này cũng rất là đắn đo, đó là cái hiệu năng của nó. Thì các bác biết rồi đấy, con LG Wing này nó sử dụng cái chip 765G, thì đây là một con chip tầm trung thôi. Các bác cũng thừa hiểu là nó không phải mạnh mẽ gì, nó chỉ tương đương với con chip 845 thôi. Cho nên là anh em nào mà chơi game thì xác định luôn nhé, không mua con Wing này. Thậm chí là anh em nào mà thấy con chip 765 nó cùi quá thì cũng không nên mua con này. Nhưng mà khi mà em sử dụng con này 3 tuần rồi ấy, đương nhiên là em cũng không chơi game, nhưng mà em thấy là những cái tác vụ bình thường ấy nó cũng chỉ đáp ứng một cách là ok thôi, ổn thôi, chứ không phải là nó nhanh và mượt lắm. Thì đây ví dụ như vào Facebook các thứ này, và Zalo các thứ này, đấy các bác cũng thấy là nó có độ delay các thứ đấy. Thì nói chung là cái hiệu năng của con LG Wing này thì nó ở mức trung bình thôi nha các bác. Các bác mua nó thì phải xác định rõ ràng là cái chip con này không phải là chip mạnh, và các bác chỉ đủ dùng thôi. Đấy, và như em dùng 3 tuần rồi em thấy là cũng không ảnh hưởng gì nhiều các bạn. Như em dùng con G8 V50 rồi thì so với con Wing này em thấy là con Wing này cũng kém một chút thôi, nhưng mà vẫn đủ dùng cho em. Tại vì nhu cầu em chủ yếu là Facebook này, Zalo này, xong rồi YouTube, rồi Messenger tí tẹo vậy thôi, chứ cũng không có gì nhiều. Cho nên là em thấy là với con chip 765 này nó đủ để em sử dụng. Thì tiếp theo nữa ấy, cũng là một vấn đề mà anh em LG cũng rất là quan tâm, đó là nó không còn cái chip DAC nữa, và nó cũng không còn cái jack 3.5 nữa. Thì anh em LG cũng lăn tăn là nó không còn DAC nữa thì nghe nhạc nó sẽ dở. Thì em công nhận là khi mà nghe nhạc bằng tai nghe trên con LG Wing này nó không hay bằng cái con G8 hoặc con V50 đâu. Cho nên các bác mua con này ấy thì cũng nên cân nhắc nhé. Thì em cũng có một cái clip rồi đấy, là khi mà không có DC thì các bác nên sử dụng một cái jack chuyển. Cái jack chuyển nó có sẵn một cái DC riêng thì nó cho âm thanh ra cũng hay hơn rất nhiều, nhưng mà không hay bằng cái chip DC của LG nhé. Cho nên là các bác nào mà mua thì cũng nên phải phải nói là nên xác định rõ ràng cái này. Đó thì nó không có DC và nó sẽ nghe nhạc dở hơn. Tuy nhiên ấy, thì cái loa ngoài của con Wing này ấy, thì nó lại to hơn và hay hơn cái con G8 luôn, hay hơn cả con V50 luôn. Cho nên là em thấy là cái loa ngoài của con LG Wing này là ổn. Chỉ có mỗi cái nghe tai nghe không có DC thì nó hơi hơi lởm tí thôi. Thì một vấn đề nữa ấy, là cái vân tay của cái con LG Wing này và mấy cái con LG mà có sử dụng vân tay quang học, vậy như con V50S này, con G8X này, rồi con G8S nữa thì phải, em không nhớ nhầm. Thì là mấy cái con mà Velvet nữa, V60 nữa. Đó thì mấy con mà sử dụng cái vân tay quang học của LG thì thực sự là cái vân tay quang học của LG nó làm chưa tốt thật. Nó khá là chậm và nhiều khi là nó còn chưa chính xác luôn. Thì đây em thử cho các bác nhé. Này, đang bình thường này. Đấy, phải để một tẹo. Nó phải delay tầm khoảng hơn 1 giây ấy, này này. Nhấn này. Đó, nó mới mở. Còn ví dụ các bác mà nhấn vào và các mở ra luôn nó không mở đâu. Đấy, nó không mở đâu. Đấy, phải một tí. Đấy. Đó. Các bác phải để chính xác và phải để một khoảng tầm gần 1 giây ấy, thì nó mới mở ra cho các bác. Chứ các bác bừa vỏ vào các bác mở ra khá là khó khăn. Đấy là trong điều kiện mà em đang nhìn thấy cái vân tay này nhé, để mà mình để chính xác được ấy. Còn ví dụ như trong trường hợp mà các bác mò mò ấy thì các bác gần như là sẽ để sai cái chỗ vị trí vân tay này. Cho nên là cái vân tay này cũng là một cái điểm hạn chế. Tuy nhiên ấy, thì cũng có nhiều bác là thích cái kiểu đấy, nhưng mà đối với em thì đó là một điểm hạn chế. Em vẫn thích là có một cái vân tay vật lý hơn. Ví dụ ở đằng sau lưng này này. Đấy, ở sau lưng này này thì nó sẽ tiện hơn. Đó, và cũng nhân tiện nói luôn là cái mấy cái phím này này, mấy cái phím cứng này này, phím nguồn này, phím tăng giảm âm lượng ấy thì nó để quá cao các bác. Đây ví dụ các bác nếu như bác dùng bằng cái tay trái này
đấy, các bác để với vớ này thì các bác phải với lên rất rất là cao các bác, đấy cứ phải với lên hẳn trên này này thì mới vớ được cái mấy cái phím cứng này, chứ còn để bình thường như này thì khó vớ lắm. Thì em cũng nghĩ đây là cái con LG mà các bác nên hoặc là bắt buộc phải sử dụng hai tay thì mới sử dụng mấy cái phím cứng này, còn sử dụng một tay thì rất là khó khăn. Tuy nhiên thì em thấy là mấy cái phím cứng này họ làm thì rất là đẹp. Đây, các bác có thể thấy mấy cái phím cứng này họ làm bo bo giữa cái hai cái mép ấy, em thấy là nó cũng rất là đẹp, nhưng mà nó để hơi cao cho nên là nó hơi khó bấm một tí thôi, thì cái này dần dần thì các bác cũng quen thôi. Thì một vấn đề nữa ấy, cũng khá là quan trọng, đó là cái cụm camera của cái con LG Wing này. Thì em đã trải nghiệm nó đi chụp ảnh với mấy con G8 rồi, con Velvet 1 rồi Velvet 2 vừa rồi, thì em thấy là cái con LG Wing này ấy, nó cũng không quá xuất sắc và nó cũng gần như không có gì nổi bật cả. Thì em có một clip trước rồi đấy, thì các bác xem lại để mà đánh giá nó. Còn đối với em ấy thì em thấy là nó cũng đủ dùng thôi, chứ còn nó bảo nó đang xuất sắc quá thì nó cũng không có gì xuất sắc quá đâu, nhưng mà em thấy là nó vẫn ổn đấy. Còn cái con camera trước này này, thì cái camera trước này thì cái hệ thống trượt của nó ấy, em thấy là nó ổn từ 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 khi mà em dùng nó đến giờ, em chưa 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 có bị cái cảm giác mà khó chịu về cái chuyện mà cái camera trước này nhé. Thì camera trước thì em thấy là nó ổn. Tuy nhiên thì cái camera trước này tuy nó là 32 mê đấy, nhưng mà cái chất lượng của nó em thấy nó cũng bình thường thôi, nó không gì nổi bật cho lắm. Nhưng mà em thích cái dạng camera trò trượt thò thụt này, thì nó sẽ làm đỡ tốn cái diện tích đi, không bị mất cái diện tích ở trên màn hình. Thì em rất thích cái dạng này. Còn các bác nghĩ là cái độ bền của nó sẽ không cao thì em nghĩ là các bác không phải lo đâu, cái này LG họ tính toán hết rồi, không phải lo đấy. Các bác mở ra này, các bác nhấn vào đây nó không xuống đâu nhé, các bác nhấn mạnh này, nhấn mạnh nó không xuống đâu, cho nên các bác phải quay trở lại thì nó mới xuống đó. Thì đấy là về cái bộ cụm camera trước và sau của LG Wing, thì em đánh giá nó ở mức khá thôi chứ không phải là quá ngon. Tiếp theo nữa là một cái vấn đề cũng khá là quan trọng, đó là vấn đề về pin trên con LG Wing này. Thì em cũng đã có một cái clip trước rồi đấy, nói về pin của con này thì nó sẽ được tầm khoảng từ 5 đến 6 giờ thôi. Như hôm nay đây này, em sử dụng nó hôm nay đây nhỉ, thì nó được khoảng 6 tiếng rưỡi. Đây là hôm nay em sử dụng là full wifi này, 48% cái độ sáng này, và không chơi game. Thì đa số em chỉ sử dụng là cái Facebook thôi, Facebook và Zalo. Đấy là hai cái chính. Thì hôm nay em đã sử dụng được cái thời gian mà gần như là lớn nhất, đó là 6 giờ 39 phút đó. Thì em thấy ấy, là nếu như các bác nào không chơi game ấy, thì cái mức pin này cũng rất là đủ dùng cho các bác dùng trong cái thời gian làm việc một ngày, tầm khoảng 5-6 giờ như thế thì em thấy là ổn. Còn các bác nào mà chơi game hay là sử dụng nhiều hơn nữa thì có thể là hơi đuối, nhưng mà em thấy nó ngang ngang với cái con G8 khi mà pin còn ngon ấy. Còn đương nhiên ấy, cái pin con này là 4.000 nhưng mà nó không thể bằng được cái pin của con V50 đâu. Cho nên là các bác mua con này thì cũng phải xác định trước là pin con này cũng không thể bằng con pin pin con V50 được nhé. Nó chỉ tầm khoảng 5 đến 6 giờ thôi. Em cũng có một clip đánh giá rất là chi tiết rồi đấy, các bác xem lại ở đằng trước nhé. Thì em cũng có nói đằng trước rồi đấy, cái màn hình xoay của con LG Wing này nó thực sự là nó không phù hợp với em. Em không cần thiết phải sử dụng cái màn hình xoay này, và em đã dán lại như các bác thấy ở đằng trước rồi đấy. Thì đối với em ấy, cái việc mà xoay ra như này nó có tác dụng gì không ấy, thì đối với em đấy nhé, thì nó gần như không có tác dụng gì cả, và nó chỉ có làm màu là chính thôi, chứ đối với em thì nó trong cái sử dụng thực tế hàng ngày nó gần như không có một cái ý nghĩa gì cả. Cho nên là bác nào mà muốn mua con này thì cũng phải xác định trước là thực sự là cái con LG Wing này nó làm mình xoay thì nó độc lạ thật đấy, nhưng mà để mà thực dụng, để hữu dụng được ấy, thì nó chưa hữu dụng nhiều nhé. Kể cả các bác có chơi game đi chăng nữa, các bác cầm cái kiểu là chơi game kiểu này này đấy, các bác cầm kiểu này nhé, các bác cầm kiểu này chơi game, cầm kiểu này cực kỳ là khó chịu luôn. Phải nói là em phải nói là cực kỳ là khó chịu luôn, vì cái hai cái cánh này nó rất là mỏng. Các bác cầm cái tì vào nó, các bác tì nó mà để mà chơi game ở trên cái này nó rất là ức chế luôn. Cho nên là đây không phải là
cái con để mà các bác cầm theo kiểu đấy, cầm theo kiểu này để mà chơi game nhé, cầm không nổi luôn đấy các bác, cầm sẽ là đứt tay luôn đấy. Đấy, cho nên là nó không phù hợp để mà các bác chơi game theo kiểu mà cầm cái cánh này, và kể cả các bác có giải trí kiểu này đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là điều khiển mấy một số thứ ở đây thôi, nó cũng không có gì mà hay ho cho lắm. Thì lúc nào rảnh mà em sẽ làm một cái clip nói riêng về cái chuyện mà sẽ sử dụng cái gì khi mà xoay cái đèn Dewing này, nhưng mà em cũng chẳng có sử dụng mấy nên là em thấy nó không phù hợp, nên là em không ít sử dụng lắm. Cho nên là việc mà nó xoay như này có hữu dụng hay không thì các bác đấy là tùy của nhu cầu mỗi người thôi, còn đối với em ấy thì nó gần như không có tác dụng gì. Thì tiếp theo ấy là vấn đề sạc pin trên con LG Wing này. Thì như em đọc được thông tin ấy, thì là cái con LG Wing này nó có hỗ trợ sạc lên đến 25W, và nếu như mà các bác sạc bằng không dây, con LG Wing này vẫn có sạc không dây nhé, thì nó hỗ trợ lên những 13W. Thì đương nhiên sạc không dây thì nó sẽ chậm hơn rồi, nhưng mà nó đã nhanh hơn mấy cái con V50 G8 đời trước rồi. Cho nên là nếu các bác sạc không dây thì con này cũng nhanh hơn một chút rồi. Nhưng mà cái sạc thường ấy, là cái sạc bằng có dây ấy, thì là nó đã lên được 25W rồi. Thì nếu như mà theo thông số như vậy thì là nó sẽ sạc rất là nhanh nếu như các bác sử dụng cái củ 25W. Thì em thấy là đúng là như thế, nó đã sạc nhanh hơn con LG V50 rồi. Tuy nhiên thì nếu như mà theo thông số là 25W ấy, thì em vẫn thấy là nó đang còn hơi chậm. Đó, đó là tùy các bác thôi. Nhưng mà em thấy là đa số những cái dòng LG nhà mình đều sạc khá là chậm. Và vì tại vì trong cái đặt ấy nó có một số cái để mà hạn chế cái tốc độ sạc ấy, thì em cũng có nói ở cái clip trước rồi đấy. Ở cái clip mà cài đặt LG sao cho ngon mượt ấy, thì các bác xem lại những cái cài đặt đấy để các bác có thể là tăng cái thời gian sạc pin lên nhé. Chứ còn như bình thường các bác sử dụng ấy, thì con LG Wing này nó sẽ sạc hơi chậm đấy. Cho nên là các bác đây cũng là một cái điểm hạn chế nhỏ nhỏ. Thì chốt lại, từ nãy giờ em đã liệt kê ra một số cái lỗi mà gần như là cơ bản của con LG Wing này. Thì các bác xem được đến đây rồi thì em nghĩ là các bác nên hiểu được là cái con LG Wing ấy, nó có hoặc là nó còn rất nhiều hạn chế, và các bác phải thực sự là hiểu nó và yêu nó thì các bác hãy nên mua nó nhé, chứ không phải các bác là mua nó về để trải nghiệm xong rồi mấy bữa bán rồi em thấy là cũng không nên, thì không cần phải trải nghiệm đâu. Em thấy là nó đáng để mua với cái mức giá tầm 7 đến 8 triệu bây giờ, nó rất là đáng. Đặc biệt là cái màn hình, em vẫn nói với các bác rồi là em mua con này chỉ vì cái màn hình nó không khuyết tật, nó cân đối và nó hài hòa, nó đúng với cái tiêu chí về 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 thẩm mỹ của em, cho nên là em mua nó. Còn các bác ấy, thì mua nó về cái mục đích gì thì em cũng không biết, nhưng mà nếu như mà các bác xác định mua nó thì các bác phải chấp nhận được những cái lỗi mà em đã liệt kê ở phía trên, và thực sự các bác phải là cái fan LG chân chính thì mới đáng mua con này. Chứ còn mấy ông mà không biết gì về LG hoặc là chỉ dùng LG chơi chơi thôi, thấy con LG Wing này nó có mấy cái thứ độc lạ thì các bác thấy thích thích thế thôi thì không nên nhé. Các bác nên tìm hiểu kỹ về nó một chút, và đặc biệt là em đã sử dụng rồi, em đã mất thời gian để em mua nó rồi em sử dụng nó và em trải nghiệm nó để cho các bác có những cái kinh nghiệm như của em, thì các bác nên tham khảo và rút ra cái kinh nghiệm cho mình nhé. Rồi, cảm ơn các bác đã xem cái clip đến đây. Rồi, chào các bác nhé.